Rồi, ok. Thì các bạn cũng đã từng học cái tính chất một lần rồi. Tiếp theo là các bạn cũng đã có cái video của tôi nói chuyện về cái tính 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 trừu tượng ở trong cái PP rồi. Thế vậy thì theo các bạn thì tính trừu tượng nó như nào? Và có bạn nào có thể lấy cho tôi một cái ví dụ không? Tuấn, Thanh Tuấn. Alo, đâu rồi? Hay đi đâu nhỉ? Vinh, Dạ. phát biểu về tính trừu tượng như thế nào, xem em hình dung cho nó như nào, đúng Em sai như biết một à? cái kế thừa thôi, còn cái trừu tượng em không biết lấy ví dụ. Thế không cả cả tưởng tượng ra được cái định nghĩa à? Không ạ. Có ai không? Lê Hữu Tú, không ai trả lời à? Hả? Nói gì á? Quên rồi ạ. Ui dồi ôi. Thế chứng tỏ là đội này cũng không không xem lại cái bộ video của mình làm hôm trước. Các bạn đừng như vậy, hỏng hết đấy. Có tài liệu thì phải nghiên cứu, và không hiểu thì chúng ta, tôi nói rồi, có cái bộ video thì chúng ta sẽ xem cái video ấy trước các buổi học, sau đó đến đây để nếu mà chúng ta không hình dung ra được thì chúng ta cần trao đổi với nhau. Hiểu chưa? Chứ đừng kiểu dạng như là đến đây coi như là học mới từ đầu, thì chúng ta rất là, một là rất là phí công tôi chuẩn bị cái bộ video cho các bạn. Cái thứ hai á, là trong quá trình chúng ta học, chúng ta phải có sách có vở, chúng ta ghi chép vào. Đừng để cái kiến thức của các bạn nó bị trôi đi như vậy. Nói thật đấy, đừng nên như thế. Học xong phải ghi vào. Tôi đến bây giờ tôi vẫn còn phải có sổ có bút để. Rồi ok, tôi sẽ dạy lại cho các bạn về cái tính trừu tượng. Trừu tượng hóa một cái vấn đề nó luôn luôn là một câu hỏi khó. Thế vậy tính trừu tượng nó là cái gì? Trừu tượng ấy thì đơn giản thôi, nó sẽ giúp chúng ta chuyển hóa được, chuyển hóa cái thực thể, cái đối tượng, cái sự vật, cái sự việc ở trong đề bài của bài toán, hoặc nhá, các công cụ cần sử dụng trong việc lập trình, cần sử dụng trong cái quá trình làm ra sản phẩm. Ở đây là sản phẩm code nhé, anh các cái câu lệnh, và cụ thể ở đây là câu lệnh của chúng ta là tạo ra class. Dạ, chúng ta phải tìm cách, chúng ta phải xác định được, thứ nhất là phải xác định các cái thuộc tính hay là các cái phương thức cần thiết của cái đối tượng để đưa vào thành các cái thuộc tính. Ở đây cái này là thuộc tính và hành động, cái này là của thực tế thì là hành động, còn còn về trong class thì nó sẽ là về thuộc tính và phương thức đó. Nghe có vẻ khá mông lung đúng không, nhưng thực chất nó rất là đơn giản. Cái tính chất này nó là cái tính chất đơn giản nhất. Chờ tí để tôi bật điều hòa. Thực tế đây là cái tính chất đơn giản nhất ở trong bốn cái tính chất của OP. Thì như nào? Bây giờ ví dụ bài toán của chúng ta sẽ là quản lý sinh viên ở trong trường Poly. Thế vậy thì tất ngẫu dĩ lẽ là chúng ta sẽ cần phải có một cái lớp class là sinh viên đúng không? Đúng không? Như này đúng không? Thế vậy thì trong thực tế, nếu trong mình là sinh viên thì mình sẽ có những cái thuộc tính và tính chất gì? Thì mình cần phải tạo ra nó ở trong cái lớp này. Ví dụ chúng ta tạo ra các cái thuộc tính là và họ và tên, họ tên này, và ngày sinh, và giới tính, và địa chỉ đúng không, và số điện thoại, và
tình trạng hôn nhân và chiều cao. Rồi thì cân nặng, đúng không? Cân nặng, rồi thì va tiếp là có đang bị bệnh di truyền không, đúng không? Rồi thì va về màu tóc, va về cái gì nhỉ, va về bệnh truyền nhiễm. Rồi được chưa? Về tính, về đây là về các cái thuộc tính của mỗi một người sinh viên nhá, nó còn sẽ có rất nhiều, được chưa? Đây còn ví dụ như ngày sinh nữa nhỉ, ngày sinh rồi giới tính, thích thì tôi thêm một cái tính chất nữa vào, va vào tuổi, được chưa? Rồi thì va số điện thoại bố, va số điện thoại anh, và số điện thoại chị. Đó, rất nhiều về tính, các cái tính chất khác nhau. Tiếp theo là về các cái phương thức thì chúng ta có function như ăn, đúng không? Ăn này, ngủ này, đi học này, đúng không? Học lại này. Rồi thì đi thi này, rồi thì làm bài kiểm tra, làm quiz đó, rồi thì làm lab, rồi thì hành động là đi học, là đi học có rồi, hành động là đi hẹn hò, hành động là tỏ tình với crush gì đấy chẳng hạn, rồi hành động là đi đá bóng, hành động chơi game, hành động trà đá, có không? Nào, cho các bạn tôi liệt kê này đủ chưa? Còn thiếu cái thuộc tính và tính chất nào không? Đâu rồi? Tương tác đi xem nào. Còn thiếu gì không? Và ngày thứ thì theo các bạn là tôi tạo ra cái lớp mà sinh viên như này đã đủ chưa? Ừ, cũng đủ rồi đấy ạ. Sinh viên điểm danh rồi. Ờ đúng rồi, sinh viên có hành động điểm danh nữa. Điểm danh. Gì nữa? Tạm thời là đủ đúng không? Đúng không? À. Nhưng mà ở đây chúng ta đang vi phạm rất nghiêm trọng về cái tính trừu tượng này. Rất nghiêm trọng luôn. Vì sao lại rất nghiêm trọng? Bởi vấn đề như sau. Cái tính trừu tượng ấy, nó đơn giản là chúng ta tạo ra một cái lớp là đã hoàn thiện được cái tính trừu tượng rồi. Như này là chúng ta đã hoàn thiện trong tính trừu tượng rồi này. Tuy nhiên là để đảm bảo cái tính trừu tượng của chúng ta ấy, nó không bị dư thừa dữ liệu, thì chúng ta chỉ sử dụng các cái tính chất và thuộc tính và hành động nào đấy mà nó thực sự cần cho bài toán của chúng ta. Các bạn hiểu không? Tức là chúng ta có thể liệt kê ra 100 tính chất, 100 hành động, hay tương ứng với 100 cái phương thức. Tuy nhiên chúng ta liệu trong bài toán của mình chúng ta có cần dùng hết bằng đấy cái tính chất không? Ví dụ tôi lấy số điện thoại anh chị của các bạn làm gì? Đúng không? Tôi lấy tình trạng hôn nhân của các bạn làm gì? Tôi lấy chiều cao, cân nặng, bệnh di truyền, màu tóc, bệnh truyền nhiễm của các bạn làm cái gì? Nó có ý nghĩa không? Trong cái việc bài toán quản lý sinh viên của nhà trường mình, các bạn có cần cung cấp những cái này không? Có không? Không. Đây. Không cần. Đúng không? Thì dẫn đến cái việc vi phạm của chúng ta là ở đây. Chúng ta làm lập trình nhưng không phải là chúng ta cứ bôi cái gì thì bôi, mà chúng ta cần phải lấy được thông tin mà nó làm sao cần thiết, và chúng ta giữ lại những cái thông tin đấy và xây dựng ra các cái hành động cần thiết đấy. Ví dụ ở đây vừa thừa cái gì, số điện thoại anh, số điện thoại chị, tình trạng hôn nhân, chiều cao, cân nặng, bệnh di truyền, màu tóc, bệnh truyền nhiễm là thừa,
Nhưng mà chúng ta thiếu một thứ cực kỳ quan trọng. Các bạn biết ở trong cái các cái thuộc tính này các bạn thiếu cái gì không? Mã sinh viên. Không, mã sinh viên, ờ đúng rồi. Chính xác. Các bạn thiếu cái mã sinh viên. Mã số sinh viên. Thiếu gì nữa? Gì nữa? Thiếu chứng minh nhân dân. Đúng không? Cần chưa? Thiếu gì? Avatar. Đúng không? Thiếu gì? Thiếu gì còn nhớ không? Thiếu trường đại học không? Thiếu bằng cấp 3. Đúng không? À, những cái thứ mà trường mình cần. Đúng không? Thì chúng ta cần phải cung cấp. Nên khi mà chúng ta xây dựng ra các cái thuộc tính cũng như là các cái hành động ở trong một cái lớp thì chúng ta cần phải lưu ý đến cái gì ạ? Cần phải lưu ý đến cái vấn đề gì? Chính xác, đầy đủ của một cái đối tượng mà chúng ta sẽ phải quản lý nó. Do đó chúng ta sẽ phải liệt kê hết, lúc đầu cũng phải liệt kê hết như này. Tuy nhiên sau này chúng ta phải loại dần đi những cái thứ mà không quan trọng và không cần quản lý, chúng ta loại đi để nó không bị dư thừa. Được chưa? Hiểu cái tính trừu tượng hay chưa? Bắt đầu hiểu rồi. Đây rất đơn giản, tạo class không ra, liệt kê được thuộc tính, liệt kê được phương thức. Thế là các bạn đã hoàn thành cái tính trừu tượng rồi. Nhưng mà còn cái bước thứ hai là chúng ta phải làm sao? Lọc lại những cái tính chất, những cái phương thức mà nó có ý nghĩa trong cái bài toán của mình thì mình giữ lại, còn những cái không cần thì mình xóa nó đi. Ok chưa? Vậy thì theo các bạn ở trong cái đống này, trong cái đống phương thức này thì chúng ta sẽ giữ lại những cái gì? Làm quiz, làm lab. Làm quiz, đi học. Ok, từ từ đi dưới cái này có cần hay không? Đúng không? Ăn có cần không? Không ạ. Không. Ngủ. Không ạ. Đi học. Có. Có. Đọc lại. Có luôn ạ. Có luôn, hiểu tư thi. Có. Quýt. Có. Đáp. Có. Đi hẹn hò. Vứt ạ. Vứt. Tỏ tình. Vứt ạ. Vứt luôn, đá bóng. Vứt. Vứt. Game. Vứt. Rồi, vứt. Chà đá. Vứt ạ. Vứt. Đấy. Tóc. Hết tính trừu tượng. Xong chưa? Ok chưa? Lấy giấy vở hoặc là giấy cái gì ra ghi chép vào đi. Các bạn cần phải ghi chép vào đây, lý thuyết của nó đây, còn thực hành nó khá là đơn giản thì kia thôi. Đâu nhỉ? Thực ra có ai thắc mắc gì thêm không? Các thanh niên? Không. Ừ. Đấy là tính chất đầu tiên nhá.
là tính trừu tượng. Trừu tượng hóa, trừu tượng là gì? Chuyển từ cái thứ mà nó mông lung, chuyển từ một cái thứ nó không rõ ràng, chuyển từ chữ viết, từ những cái mô tả, từ những cái lời kể của khách hàng, của tài liệu, đưa nó trở thành các cái class mà mình sẽ dùng. Và chúng ta phải xác định được các cái thuộc tính và phương thức cần thiết. Được chưa? Thì đấy, nó đơn giản vậy thôi, nó không có gì cao siêu cả. Xong tính chất đầu tiên nhá, tính trừu tượng xong nhá. Tiếp theo chúng ta tính tính kế thừa. Tính kế thừa thì chúng ta có cái gì nhỉ? Chúng ta có thể nêu được định nghĩa của nó không? Bạn hiểu gì thì phát biểu giúp tôi xem nào. Nó giống kiểu nó có một tính chất của cái B và cái A có thể kế thừa lại của cái B đấy. Đúng không ạ? Nó cũng không sai nhưng mà nói chung là nó hơi khó À, hiểu. nó chưa chi tiết đúng không? Nó chưa cụ thể được lắm ấy, còn nó cũng không sai. À, có bạn nào khác không? Bạn nào khác phát biểu về cái tính kế thừa này không? Cái class B có thể được phép sử dụng các phương thức của class Ừ. Hết chưa? rồi, em hiểu Rồi, ok, chúng ta phải làm nói nó phải đầy đủ chứ. Tự nhiên ví dụ bây giờ nhá, ví dụ như bây giờ thằng Nguyễn Nam Trường sang đòi kế thừa bố, kế thừa tài sản của bố thằng Nguyễn Khả Nam có được không? rồi. Không được đúng không? Nó phải có quan hệ gì với nhau, nó phải có cái ràng buộc gì với nhau thì mới xin kế thừa được chứ. Tự nhiên thích thì ông nhảy ra ông đòi kế thừa của người ta, nó đấm cho thì há mồm đúng không? Thì tính kế thừa chúng ta có thể phát biểu như sau. Chúng ta có class B. Là con hay là nhận, là có quan hệ kế thừa class A. Cái việc này nó thể hiện bằng B extend A. Thì chúng ta có thể phát biểu là lớp B có thể sử dụng hay là truy cập. Truy cập ở đây mang tính chất là lấy dữ liệu ra ngoài và gán dữ liệu vào trong. Được chưa? Có thể sử dụng truy cập được các thuộc tính và tính chất được định nghĩa ở lớp A. Tuy nhiên A thì không được phép sử dụng các tính chất và các thuộc tính và phương thức, xin lỗi các bạn, phương thức của lớp con của nó. À, lưu ý trong PHP là ngôn ngữ đơn kế thừa. Đơn kế thừa tức tức là một lớp chỉ được phép extend một lớp khác. Được chưa? Nhưng mà một class A có thể là cha của nhiều lớp khác nhau. Một class A có thể là cha của nhiều lớp khác nhau. Ok chưa các bạn ơi? Đấy. Lý thuyết của nó chỉ đơn giản là này thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến phần demo nhá. Đây chúng ta có class animal. Class animal. Chết nhầm. Này. Nó có cái var name và age. Và thậm chí là tôi có thể là có một cái function construct luôn, nhận name bằng string rỗng này, nhận age bằng không đi, chúng ta có là $ mũi tên đến name bằng $name, $ mũi tên đến age bằng $age,
Được chưa? Ở đây chúng ta có cái function get name hoặc get info đi. Get info thì chúng ta có thể là echo ra là tôi tên là đô la this, mũi tên là name trừ tôi được đô la this, mũi tên đến age tuổi. Được chưa? Đây là một lớp animal, lớp khung. Ok chưa? Bây giờ chúng ta có các cái lớp kế thừa nó, ví dụ class dog. Chúng ta khai báo là extend cái animal kia. Được chưa? Tôi chẳng biết đấy gì nữa cả, tôi thêm một lớp nữa. Class cat cũng extend cái lớp animal. Xong, hết phim. Và bây giờ tôi tạo ra hai cái thực thể thuộc lớp chó và lớp mèo này. Tôi có đô la rex bằng new animal. Học cái nhầm, bằng new dog. New dog có là rex luther. Đó, và tuổi của nó là 5 tuổi. Tôi có con gì nhỉ? Rin, con mèo Rin bằng new cat. Tên mỗi đơn giản là Rin thôi. Được 2 tuổi. Bây giờ tôi tiến hành là $rex mũi tên đến get info và $Rin cũng mũi tên đến get info. Tất nhiên là tôi echo một cái br xuống đây cho nó dễ nhìn. Rồi, bây giờ chúng ta chạy cái ví dụ này nhá. Được chưa? Bạn đọc lại code này. Đầu tiên tôi định ra một cái class animal này có hai cái thuộc tính và hai phương thức. Trong đó có một cái phương thức là construct. Trong đây có một cái phương thức là construct. Được chưa? Để tạo ra các cái thuộc tính, gán ra các cái thuộc tính cho nhanh. Tiếp theo là tôi có một cái phương thức nữa là get info. Được chưa? Để hiển thị các thông tin của name, của age của các cái thực thể. Thực thể thuộc các cái lớp thuộc cái class animal này cũng như là các cái lớp con kế thừa nó. Thì bây giờ tôi có một cái rex bằng new dog, rex luther 5, green cat green và 2. Tôi gọi đến rex mũi tên đến get info, green get info. Được chưa? Và bây giờ tôi sẽ chạy để xem output nó như nào. Localhost sược pt14312 web pp2 sược lesson 2 sub kế thừa chấm pt viết sai chính tả. Ở đây nó chỉ là pp2 web thôi. Để các bạn xem output. Đây các bạn thấy gì ạ? Chúng ta có thể phát biểu gì ở đấy? Cái thứ nhất là cái lớp dog này có định nghĩa ra cái, các cái thuộc tính này không? Không. Cái lớp dog và lớp cat này có định nghĩa ra hàm get info, có định nghĩa ra cái hàm function construct này không? Không. Đúng không? Thế vậy thì nó làm sao nó thực hiện được cái việc này? Đây ví dụ tôi thử comment cái này vào phát. Thấy không? Nó chẳng còn giá trị gì nữa cả. Tôi comment cái này tiếp. Nó tèo luôn. Đúng chưa? Tèo luôn. Đúng không? Nếu mà trong trường hợp bây giờ tôi copy cái này. Tôi copy cái này tôi vứt xuống đây. Đúng không? Đây tôi vứt xuống đây. Và tôi bê luôn cái function này. Tôi vứt xuống đây. Đây. Thì một cái chạy thôi. Còn một cái còn lại chết. Chết lè lưỡi rồi luôn. Đúng không? Thì chúng ta có thể thể hiện là nếu như bình thường trong mỗi một class thì chúng ta phải định nghĩa ra các thuộc tính, chúng ta phải định nghĩa ra các cái phương thức thì chúng ta mới dùng được. Chúng ta mới côn được. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp các cái lớp mà muốn dùng chung những cái phương thức, những cái thuộc tính ở đâu đó, tức là nó có chung những cái thuộc những cái hành động và những cái phương thức thì chúng ta có thể là
build ra một cái lớp cha chứa đầy đủ các cái thông tin mà hai lớp con này cần, và chúng ta định nghĩa ra ở đấy, tức là chúng ta chỉ định nghĩa một lần thôi và dùng được cho nhiều các cái đối tượng khác nhau, được chưa? Và nó sẽ chạy như này. Hình dung ra cái kế thừa chưa các bạn ơi? Rồi. 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 Rất đơn giản nhé. Nhưng bây giờ nó có một cái kỳ diệu nữa. Theo các bạn thì cái Rex này nó thuộc kiểu dữ liệu gì? Thuộc kiểu dữ liệu gì? String. String à? Rex cơ mà, Rex thuộc kiểu dữ liệu string á. Cái biến Rex này này. Hả? Được một object. Object, object loại gì? Loại animal hay loại dog? Loại dog. Đúng rồi, nó thuộc kiểu dog nhá. Được chưa? Rồi bây giờ nếu mà nó đã nói đến kế thừa với những cái phương thức bình thường cũng như là với các cái thuộc tính bình thường, không sao. Bây giờ chúng ta chiếu lại với cái bài toán hôm trước chúng ta làm. Bài toán category này. Các bạn thấy tôi viết ra hai cái hàm. Hàm construct, hàm own và hàm destroy. Các bạn thấy này không? Bây giờ hãy tưởng tượng tôi sẽ tiến hành có khoảng 10 cái bảng khác nhau. Thì các bạn thấy các cái câu lệnh ở trong này, ở đây, nó có thể tái sử dụng lại cho 10 cái bảng khác nhau đấy không? Có. Có đúng không? Cái việc tạo kết nối này khi mà tạo thực thể, chúng ta có sử dụng chung cho 10 cái bảng khác nhau đấy không? Có luôn. Khai báo tên bảng đại diện cho một cái lớp, đại diện cho một cái bảng nào đấy trong cơ sở dữ liệu như này, chúng ta có cần khai báo lại không? Có. Có luôn đúng không? Tức là chúng nó sẽ tái sử dụng rất nhiều code của nhau. Đúng không? Chuẩn chưa? Các bạn hình dung ra cái ý của tôi không? Bây giờ tôi sẽ duplicate thằng này lên. Copy này. Tôi paste này. Giờ đây tôi có một cái lớp category. Đây tôi sẽ, cái này nó quan trọng, tôi sẽ bùng nó ra. Như sau này. Bây giờ hãy thử tưởng tượng tôi tạo ra một cái lớp tên là lớp base model.php. Dạ. Dạ. Tôi có một cái class base model luôn. Được chưa? Trong cái class base model này tôi đi copy lại y nguyên ba cái hàm này. Tôi cắt đi luôn, tôi ném thẳng vào đây. Có lỗi không? Lỗi gì không? Theo các bạn những cái công việc tôi vừa làm nó có bị lỗi gì không? Không. Không. Không đúng không? Tôi chỉ tạo ra một cái hàm khởi tạo này. Hàm trong hàm khởi tạo này thì tôi làm sao ạ? Tạo ra kết nối đến cơ sở dữ liệu. Tôi có một cái hàm own. Được chưa? Bây giờ cái model của nó bằng category, nhưng mà tôi sẽ thay thế nó bằng cái chữ static. New static. Sau đó tôi có query bằng select sao from model table. Và tôi phép ổn. Được chưa? Cái hàm destroy này tí chúng ta tính nhá. Hàm destroy tí chúng ta tính tiếp. Bây giờ ở trong lớp category này tôi sẽ tiến hành viết như sau. Require one chấm sược base model, và cái lớp category này nó sẽ extend cái base model của tôi, và nó có một cái thuộc tính dollar table bằng category. Cái thuộc tính này tôi giữ nguyên, tôi không sửa gì cả. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ côn thằng này. Đây tôi sẽ, có khi là tôi sẽ phải, này nó có khó tưởng tượng cho các bạn quá không, hay là phải viết vào một file? Không. Cái này vẫn hiểu được đúng không? Rồi ok. Đây tôi sẽ tiến hành như sau. Tôi tạm thời comment cái đống này vào nhá. Đây tạm thời comment cái đống này vào. Rồi chúng ta có như sau. Require ones. Cái gì ạ? Category.php. Chúng ta có
cái hàm trong cái base model nó có cái hàm static all đúng không? Để gọi được cái hàm static all này từ cái lớp category thì chúng ta làm gì, bằng cách nào? Ví dụ tôi có cái biến là case sc bằng, tôi muốn thực thi cái hàm all kia, tôi muốn thực thi cái hàm này này, nhưng mà thực thi với cái lớp category thì tôi sẽ viết như nào nhỉ? Còn nhớ hàm static hôm trước không? Hàm static chúng ta dùng như nào? Đi. Tên lớp cộng với dấu gì ạ? Hai dấu hai chấm. Cộng với dấu hai chấm cộng với tên hàm, đúng không? Rồi, category hai chấm on. Đúng chưa? Rồi, chúng ta đăm đai ra. Bây giờ chạy thử nhá. Nào, chúng ta có gì? Có phải danh sách của danh mục không? Đúng không? Đây t-shirt này, pin này, gì nữa? Play skirt này, đúng chưa? Có phải là danh sách tất cả các cái dữ liệu ở trong bảng category không? Đúng chưa? Rồi bây giờ tiếp tục này, tạo một cái file mới data.php. Trong cái lớp data.php này tôi cũng hình thành ra một cái class của product. Ở trong này nó sẽ tiến hành require one lại một cái model. Class product này xml model. Và các bạn giống như là trong cái thằng category này, chúng ta copy lại cái này, copy lại cái dollar table, vứt vào đây, thay cái này thành tên bạn. Dạ. Trong cái lớp kế thừa này, chúng ta tiến hành require one thêm một cái là product.pt. Trong này chúng ta thêm một cái biến là product pro sc đi, pro dsc đi, bằng product hai chấm hai chấm ôn, và chúng ta thay cái này prod. Output này nhìn kỹ output này, gì chúng ta có gì sao? Đây. Đây. Diven Caron. Ava Onso gì đấy. Tamir Scum đi DVM đấy. Các thấy cái gì xảy ra đây ạ? Thấy có vấn đề gì ở đây? Chưa hiểu vấn đề gì đang xảy ra ở đây ạ. Chưa hiểu á? Đây nhá, nói lại này. Mục đích của chúng ta tạo ra hai cái lớp category và product này, nghe kỹ này, mục đích của chúng ta tạo ra các cái lớp category và product là để tương tác với dữ liệu ở trong hai cái bảng tương ứng là product và category nằm trong cái database, đúng không? Đúng không? Vâng. Rồi bây giờ đơn cử như một cái việc nhỏ thôi là lấy toàn bộ dữ liệu ở hai cái bảng này ra, đúng chưa? Như ban đầu là chúng ta sẽ phải viết lại cái đoạn function này, hai cái function này vào trong hai cái lớp này. À, đúng rồi ạ. Đúng không? Vâng. Nhưng mà bây giờ bởi vì nó lặp lại code cho nên tôi không muốn viết hai cái đoạn đấy ở trong cái lớp này, hai cái lớp này nữa, mà tôi tạo ra một lớp cha. Lớp cha của tôi nó tên là base model. Tôi bê hai cái phương thức mà tôi vừa định nghĩa ra, tôi ném vào trong cái base model này. Sau đó hai cái lớp con, lớp category và lớp product nó sẽ đều kế thừa cái lớp base model kia. À, nó đang kế thừa lại cái function get all đúng không ạ? Chính xác. Nó kế thừa lại cái lớp base model. Do đó cái thằng product và thằng category này, những cái thực thể của nó đều được phép gọi đến cái
hàm on, hàm construct của hai lớp category và product kia, đúng không? Do hai thằng này đang kế thừa thằng B-model mà. Vâng. Đúng chưa? Đúng rồi ạ. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ là sao ạ? Trong này hàm construct thì chúng ta không nhắc đến nữa, lúc nào có new thì chúng ta mới, cái hàm construct này nó mới chạy, đúng không? Đúng chưa? Và chúng ta sẽ sử dụng ở trong này là sử dụng category 2.2.on và product 2.2.on. Thì nếu mà tôi chạy category 2.2.on thì cái hàm nào sẽ được chạy? Hàm này, đúng không? Đúng không? Đúng rồi ạ. Rồi, bây giờ tôi có cái model bằng new static. Hôm trước tôi vừa mới nói cái chữ static ấy, nó sẽ thay thế cho cái từ gì ạ? Nó sẽ thay thế cho cái này. Nó sẽ thay cái này vào trong cái chữ static. Ví dụ tôi gọi kết bằng category 2.2.on thì cái code ở trong này ấy, model bằng new category. Nếu ở dưới này tôi gọi là product 2.2.on thì cái hàm, cái chữ static này nó sẽ thay thế bằng new product. Các bạn hình dung được không ạ? Thì nếu mà đã hình dung ra rồi thì chúng ta sẽ có là cái this connect này, à, cái hàm construct này sẽ được chạy, bởi vì new mà. New product hay là new category thì cái hàm này nó đều chạy hết. Đúng chưa? Nó sẽ đều chạy cả. Chuẩn không? Chuẩn ạ. Bởi vì cả hai thằng category và product thì đều kế thừa thằng B-model, mà cứ có new category hay new product thì cái hàm này nó đều chạy mà. Rồi, ok, em hiểu rồi ạ. Rồi, tiếp theo câu query bằng select sound from model. Model là cái new static. Dạ. Do đó chúng ta có model mũi tên đến table thì chúng ta xem ở trong cái B-model này có cái thuộc tính table không? Không ạ. Không có, đúng không ạ? Thế vậy thì nó phải tìm ở cái lớp mà nó định nghĩa ra. Ví dụ như vừa rồi chúng ta có category 2.2.on thì cái model này là thực thể của lớp category, đúng không? Đúng chưa? Thì bây giờ trong category nó có thuộc tính table đấy chưa? Rồi. À, ok. Thì cái câu lệnh của chúng ta sẽ là select sound from gì ạ? Category. Đúng không? Tương ứng nếu trong trường hợp mà bảng, mà cái lớp product này nó gọi đến hàm on thì model này bằng new product dẫn đến query này bằng select sound from product SC. Hiểu chưa? Đã hiểu rồi ạ. Đấy, đã thấy kế thừa nó vãi trưởng nhá. Đây là mới là select sound from thì mình mới kế thừa, chứ mỗi câu SQL lại khác nhau thì mình kế thừa kiểu gì ạ? Rồi, câu xóa nhé. Câu xóa này. Tôi chuyển thành static luôn. Static function destroy. Được chưa? Tôi lại có cái model này. Có chạy không? Theo các bạn có chạy không? Vẫn chạy ạ? Có chạy đúng không? Rồi tôi tiếp tục vẽ thêm cái hàm khác nữa. Tôi tiếp tục vẽ thêm. Chết nhỉ. Tôi tiếp tục vẽ thêm hàm nữa. Đây là thêm, à, danh, lấy ra danh sách này. Và gì nhỉ? Xóa rồi này. Được chưa? ID. Select sound from model table where ID bằng ID. Được chưa? Skill và tôi có data bằng TMP fetch on, sau đó tôi nếu mặc cao cái data lớn hơn 0 thì tôi tiến hành là return data ở phần tử số 0. Phần tử đầu tiên tìm được else thì return null, mảng rỗng đi. Sao? Cái hàm này các bạn hiểu được ý nghĩa của nó định làm gì không? Hàm file ấy. Nó đang tìm kiếm dữ liệu. Tìm cái gì? Câu lệnh của nó là gì? Câu lệnh của nó là gì? Select sound from lấy tên mảng where ID bằng bằng một cái ID truyền vào, đúng không? Đây nó tìm ra một dòng, một phần tử nằm trong cái bảng, một cái record nằm trong cái bảng dựa vào ID.
Thử nhá. Ví dụ chúng ta xem database của chúng ta bảng product này. Tôi là muốn lấy ra cái ID số 7 Unique Trump, được chưa? Bây giờ tôi có gì ạ? PRO bằng product 2.2.file từ số 7 ở đây. Tôi va đâm ra cái PRO output. Đây. Ok chưa? Nào. Với que nhiều điều kiện. Với que nhiều điều kiện nhá, tức là ví dụ chúng ta không que ID nữa mà chúng ta que tên cột, sau đó là que tiếp đến cái giá trị. Đúng không? Thì tôi hoàn toàn có thể là tôi có thể viết như này. Từ từ nhá, nếu mà đoạn nào cảm thấy nhanh quá thì phải bảo dừng lại, bởi vì rất dễ tẩu hỏa nhập ma cái đoạn này. Chúng ta có static function where tôi nhận 3 tham số col, condition và value. Được chưa? Tôi lại viết lại cái đoạn. Select from table name. Được chưa? Where đô la col, cách đô la con, cách chấm một cái phẩy một cái phẩy một cái nữa, và tôi sẽ có là đô la value. Sau đó lại pick cái này à, chưa, xin lỗi các bạn, tôi có là model mũi tên đến query builder và tôi tiến hành return model. Sau đó tôi có một function get, function này function bình thường nhá, tôi sẽ có là stmt bằng this xem đâu, chưa cần hiểu, tí tôi giải thích. Được chưa? Bây giờ thử này. Xem trong database chúng ta để xem có cái gì chung. Đây, tôi muốn lấy ra tất cả những cái sản phẩm có giá dưới 5.000 thì nó ra hai thằng này đúng không? Đúng không? Tao trả lời đi xem nào. Vâng. Thế vậy câu lệnh để lấy ra được hai thằng này, tức là theo điều kiện là price phải nhỏ hơn 5.000, thì chúng ta sẽ xây dựng câu lệnh như nào nhỉ? Select sao? From cái gì? From product. Product chứ? Product. Yeah. Where cái gì ạ? Where price. Price. Dấu nhỏ hơn 5.000. Đúng không? Rồi ok. Bây giờ bình tĩnh nha, thật bình tĩnh để nhìn nhá. Không là sốc về. PRO bằng product 2.2.where đây là gì ạ? Price phẩy nhỏ hơn phẩy 5.000 mũi tên đến get à em output này không ra không ạ? Product 2.2.where với price nhỏ hơn 5.000 mũi tên đến get, để tôi xem cái hàm where này tôi xài ở đâu. Model new static model query builder à, đây viết sai chính tả, cái này phải là query builder, đúng hai cái. ID 1 giá là 2.000 này, ID 2 giá là 3.000 này, được chưa? Tiếp theo nhá, tôi tìm đây, tôi tìm ra hai cái nào có cái này, tôi sẽ đổi thành DVM đi. Được chưa? Tôi tìm tất cả các sản phẩm trong tên nó có chứa chữ DVM, tôi thích thì tôi thêm luôn thằng này vào nữa. DVM. Được chưa? Trong tên có chứa chữ DVM thì tôi lấy ra. Thì câu lệnh của chúng ta sẽ là gì ạ? Select sao from product where name phần trăm DVM phần trăm, đúng không? Rồi, cái câu lệnh của chúng ta nó sẽ như sau.
Câu lệnh của chúng ta sẽ như sau. Where này, name, write, name, line, 100% D, V, V, M và get. Đấy, D, V, M đây. D, V, M đây. Và D, V, M đây. Sao? Chảy, chảy quá này. Ảo thuật. Đấy sự kỳ dị. Các bạn chỉ viết ở một chỗ thôi. Nhưng mà bây giờ với category các bạn cũng dùng được, với product các bạn cũng dùng được, với bảng khác các bạn cũng dùng được. Kỳ dị không? Thấy code tôi có đỡ vất vả không? À. Nhưng mà chúng ta bây giờ tôi sẽ giải thích cho chúng ta cái bản chất. Vì sao chúng ta lại chơi cái trò này 2 chấm rồi ghép tiếp được? Đúng không? Về lý thuyết là chúng ta đã đủ điều kiện để suy ra được cái này rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy nó hơi bị choáng một chút, bởi vì tự nhiên đang học lạch bạch, đang chạy như hai con vịt ấy, tự nhiên bị vả trong phát mẹ, bắt ngồi xây nhà, xây một cái tòa nhà to vật vã, thì nó hơi sốc. Thì bây giờ tôi sẽ giải thích nhé. Như sau này. Ví dụ tôi có một cái class A. Được chưa? Trong class A này tôi có một cái static function. Tôi cứ lấy where đi cho nó dễ nhìn. Trong này tôi có là $ model bằng new static. Tôi tiến hành return $ model. Được chưa? Này, cái đoạn này có không hiểu gì không? Đây này, cái đoạn đoạn là gì ạ? Ừ. Đã làm gì đâu mà không hiểu à? Rồi, ok nhá. Thế vậy thì bây giờ nếu mà tôi gọi cái biến là thiện th bằng a 2.2. where được. Khi tôi va đâm ra cái thiện th này, kiểu dữ liệu của thằng cái thiện th kia nó là cái gì? Kiểu dữ liệu của thằng này kiểu mạng à? Ăn vả bây giờ. Đọc kỹ lại code đi. Kiểu dữ liệu của thằng thiện th kia là gì? Đây nha, các bạn phải thật bình tĩnh để đọc code. Chứ không phải lao đầu. Đúng rồi, nó là object. Đây nha. A hay chấm hay chấm que, tức là nó gọi hàm này đúng không? Đúng chưa? Đúng rồi. Cái biến model bằng new static tương đương với new A này đúng không? Đúng chưa? Rồi. Thế vậy thì model bằng new A thì tương đương với model này là một cái instance hay là một cái thực thể, đúng chưa? Phải không? Phải ạ. Rồi bây giờ tôi có cái model, tôi return cái model này tương đương với thằng thiện th này bằng cái model này, tương đương với nó là một cái thực thể mới, đúng không? Viết như này có khác đích thì tôi viết như này đâu, đúng không? Đúng rồi. Viết new A nhìn trông quen hơn. Đúng rồi, viết new A nhìn trông quen hơn. Đúng chưa? Nhưng mà bây giờ tôi có, tôi đã từ từ đến cái chỗ phức tạp. Bây giờ tôi có tiếp này. Function get. Dạ, tiến hành return. Lấy dữ liệu đi. Tôi viết là chữ là danh sách dữ liệu. Được chưa? Bây giờ làm sao để chạy được cái hàm get này? Bây giờ với cái lớp như này làm sao chạy được cái hàm get này? Đây là hàm get này, là hàm không phải hàm static đúng không? Vâng. Dẫn đến cái việc chạy nó thì chúng ta phải giấu hình dấu mũi tên đúng chưa? Phải không? Phải ạ. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ có là thiện th bằng new a và thiện th quên echo thiện th mũi tên đến get như này đúng không? Đúng chưa? Đúng rồi. Rồi, chạy lên này. Chạy rồi nhá. Đúng không? Chuẩn chưa? Chuẩn rồi ạ. Rồi, mà lúc nãy chúng ta nói cái này, dòng này và dòng này là ý nghĩa như nhau. Phải không? Phải ạ.
và tương đương với thằng cái thằng thiện th, cái biến thiện th này này nó bằng cái đoạn này, phải không? Phải luôn. Phải luôn đúng không? Thế vậy tôi cắt cái đoạn này đi, tôi vứt đây có được không? Và tôi bỏ hai cái này đi. Theo đoán là nó sẽ bị ối rồi. Đây ối rồi thôi. Được, được. Vì sao? Vì cái này nó à, phải vì cái này nó vẫn bằng cái đô la kia. Cái đô la kia. À. Đây nhá. Nói lại này. Cái hàm static nếu trong trường hợp nó trả về ra một cái thực thể. Đúng chưa? Đúng ạ. Có phải hàm này trả về một cái thực thể không? Đúng. Thế thực thể thì có gọi được gọi được phép gọi đến hàm không? Được phép luôn. Được gọi đến cái phương thức đúng không? Vâng. À. Thì đấy, tôi gọi đến gì? Đây là phương thức bình thường thì dấu là dấu mũi tên, còn đây là một cái new model này. Có gì sai không? Sai ạ. Không đúng không? Đây output là gì? Nó có lỗi đâu. Đúng chưa? Chẳng sai mẹ gì. Code vẫn chạy. Mà lúc nãy chúng ta dùng 2-3 dòng, bây giờ chúng ta dùng có một dòng thôi. Có khác gì nhau không? Chuyên nghiệp hơn ạ. Ừ, thế tốt. Đây. Nếu mà nói về tính kế thừa thì chúng ta có thể là có những cái ví dụ rất là kinh khủng. Đúng chưa? Phải hiểu không? Hiểu không ạ? Hiểu cái đoạn này không? Phải tiêu hóa dần dần. Đấy. Thì đây nhá. Định nghĩa này. Ví dụ cơ bản này. Ví dụ cơ bản này. Đang bắt đầu tập bò này. Xong rồi cho chúng mày đi xe máy luôn này. Đây cho đi xe máy luôn này. Đấy là cái cách chúng ta vận dụng. Tất nhiên là sau này các bạn rất ít khi phải viết cái này, nhưng mà tôi đang muốn giải thích cho các bạn là nếu mà chúng ta dùng tốt được cái tính kế thừa ấy, thì cái khả năng tiết kiệm code của chúng ta nó rất là dã man. Các bạn chỉ cần code ở một nơi thôi, sau đấy là những cái lớp kế thừa của nó ấy, sẽ dùng được rất nhiều những cái phương thức do cái lớp cha nó định nghĩa ra, và chúng ta nếu mà vận dụng đúng thì chúng ta có thể làm được những cái công việc rất là dã man, rất là nhiều công sức, nhưng mà chỉ với một vài dòng code là xong rồi. Được chưa? Thì đấy, tôi sẽ comment lại cái chỗ này nhá. Các bạn, tôi sẽ đẩy code lên. Tôi sẽ đẩy code lên. Và bây giờ các bạn, tôi cho các bạn 5 phút để các bạn đọc lại cái mớ code này. Được chưa? Xem các bạn có thấm được không? Không thấm được thì về nhà xem lại video nhá. Còn tôi sẽ phải dành thời gian để tôi sang cái các cái tính chất tiếp theo. Được chưa? Rồi đọc đi. Có gì cần trao đổi thì hỏi luôn. Thế thầy ném lại cái link git để pull về. Đây.
Bây giờ hôm nay chúng ta mới chỉ ngó qua về hai tính chất kế thừa trừu tượng thôi, còn hai cái nữa, hai cái kia cũng long trọng không kém lắm đâu. Thế ơi, Ơi thầy giải thích lại cái hàm function que ở cái bay model ấy ạ. không từng que hả? Vâng. Đây, giải thích nhá. Cái đoạn này thì có lỗi không? Không có gì đúng không? Vâng. Đúng không? Đoạn này chẳng có cái vẹo gì cả. Đúng không? Bây giờ này, thằng que này tôi nhận ba tham số. Tham số đầu tiên là tên cột. Được chưa? Tên cột đấy, đây select sao form tên bảng này, where đầu tiên là tên cột này. Tham số thứ hai là cái lệnh, cái phép so sánh, toán tử so sánh. Được chưa? Cái tham số thứ ba là giá trị để so sánh. Được chưa? Đúng không? Rồi bây giờ tôi có cái model mũi tên đến query builder. Thì đơn giản thôi, bởi vì hôm trước tôi vừa nói mà, trong thằng PP nó là ngôn ngữ gì ạ? Ngôn ngữ thông dịch, cho nên là các cái thuộc tính tôi tạo ra bất kỳ lúc nào cũng được, đúng không? Rồi, thì bây giờ tôi tạo ra một cái thuộc tính tên là Query Builder, thế thôi. Cái thuộc tính này mang giá trị là gì? Select sao from tên bảng này, where tên cột, cách phép so sánh, cách giá trị, và tất nhiên giá trị tôi phải để trong cái dấu này nhá, cái dấu ngoặc, à cái dấu phẩy đơn nhá, nháy đơn nhá. Được chưa? Được chưa? Sau đó tôi return cái object model. Đúng chưa? Tôi return cái thực thể tôi vừa mới tạo ra. Bởi vì chắc chắn là sau thằng where này tôi sẽ gọi đến thằng get. Được chưa? Hay là thậm chí là tôi có thể là gọi đến cái này nữa. Function and where. Tức là where với hai điều kiện. Đấy. Function and where thì tôi lại $this mũi tên đến query builder. Query builder cộng bằng với cách em con $van và return cái $this. Đây, cái where này thì sau khi hai chấm mấy chấm where này thì tôi có thể mũi tên đến end where hoặc là mũi tên đến get. Được chưa? Thì đơn giản thôi mà, ở trong cái hàm get này luôn luôn chúng ta luôn luôn kết thúc bằng hàm get nhé. Thì trong cái hàm get này nó thực thi cái câu lệnh của cái query builder là xong. Đây nha, thử nha, thử này. Đây tôi sẽ có Vadam của cái model này. Dạ. Dừng lại đây và tôi đài đây nhá. Được chưa? Bây giờ chúng ta xem này. Reload. Nhầm. Bị thừa này. Đây, có phải là nó trả ra một object product gồm table bằng product
connect bằng PDO. Cái thuộc tính query builder bằng select sao from product when name line dbm đấy à. Đúng chưa? Hình dung không em ơi? Đâu nhỉ? Bay một đồ đây. Nào. Em output này. Gọi hàm. Đây nhá. Chúng ta gọi hàm product 2.2.where. Đúng chưa? Thì tương đương nó chạy cái hàm static where này đúng không? Đúng chưa? Chúng ta có model bằng new static và chúng ta có gọi cái thực thể cái đối tượng mà gọi cái hàm where này là product đúng không? Thì model bằng new product này. Chúng ta có model mũi tên đến query builder bằng select sao này, from này, product. Cái thuộc tính table của model đây này, cái thuộc tính table này thì chúng ta bê vào đấy. Thì là tương đương với ra câu lệnh là select sao from product này, chữ where này, được chưa? Col đây là cái tham số đầu tiên đúng không? Đấy, tham số đầu tiên là name này, được chưa? Tham số thứ hai là con này, đấy, line. Tham số thứ ba là value này, thì chúng ta truyền vào đây là cái %% dvm. Thì có phải là câu lệnh là where name line dvm, đúng chưa? Hiểu cái đoạn này chưa em ơi? Đâu rồi? Tàu hỏa nhập ma ngáo mẹ rồi sao? Đâu rồi, thằng nào vừa hỏi cơ mà? Hỏi xong giải thích xong cũng không thấy trả lời luôn. Đấy, và chúng ta return ra một cái object. Đây này. Không còn ở trong room này nữa hay sao ấy? Đứa nào vừa hỏi ấy nhỉ? Cái đứa mà avatar màu xanh xanh. Avatar màu xanh xanh. Chữ V màu xanh rồi. Thế thì không biết, chắc bị out rồi. Chắc bị out rồi. Đấy. Thì chúng ta xem kỹ lại một chút. Tất nhiên là tôi chỉ ở đây ấy, tôi chỉ hướng dẫn chúng ta là cái kế thừa nó có những cái thể, nó có thể là áp dụng nó như thế nào thôi, chứ còn sau này chúng ta chưa chắc đã phải viết những cái hàm như thế này, bởi vì các framework nó đã hỗ trợ hết các hàm như này rồi. Nhưng mà đến lúc khi mà người ta hỏi là 2.2. là gì, tại sao 2.2. lại mũi tên được, thì các em phải trả lời được là trong cái 2.2. kia là hàm static, và trong cái hàm static nó trả về một cái object, thì tiếp theo nó mới giấu mũi tên đến một cái hàm khác hoặc một cái thuộc tính khác được. Thì đấy là cái chúng ta cần phải lưu ý. Được chưa? Về nghiên cứu nốt cái thằng kế thừa này nhá. Vâng. Rồi, ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với thằng đa hình. Tính chất đa hình, còn bạn nào nhớ gì không? Đa hình là như nào? Đa là gì? Đa dịch sang tiếng Việt là gì? Đa nhiều. Nhiều, hình là gì? Hình là gì? Hình là hình thức triển khai. Đây, chúng ta có đa hình này. Tính chất đa hình. Thì cái này á, nó áp dụng cho các lớp có quan hệ kế thừa. Được chưa? Chỉ có những cái quan hệ, có những cái lớp mà có quan hệ cha con với nhau thì nó mới có thể áp dụng được cái tính đa hình này thôi. Được chưa? Thế vậy tôi sẽ có phát biểu thêm như nào. À, cái tính chất này thể hiện qua một cái từ khóa là override nghĩa là gì ạ? Là viết lại, hay còn gọi là ghi đè hoặc là định nghĩa lại các cái thuộc tính và phương thức đã được định nghĩa ở lớp con, ở lớp cha đấy. Dạ. Ví dụ như nào? Chúng ta có lại lớp, quay lại lớp, lớp vỡ lòng là lớp animal. Lớp animal. Trong lớp animal này chúng ta có cái function là say, là nói ấy.
Trong đây chúng ta echo ra là hello every hello world. Đây chúng ta say là hello world. Chúng ta có lớp, chúng ta có lớp duck là con vịt, expand cái lớp animal. Ở đây chúng ta cũng định nghĩa ra cái lớp say. Chúng ta echo ra là cạp cạp. Dạ. Chúng ta có thêm một cái lớp nữa là lớp chicken, cũng extend cái lớp animal. Tôi chẳng biết gì cả. Rồi bây giờ chúng ta có như sau. Và Vinh bằng new duck. Đô la Vinh mũi tên đến say. À đúng rồi. Đô la Nam bằng new chicken. Này chữ bỏ. New chicken. Đô la Nam mũi tên đến say. Dạ. Bây giờ output của cái này sẽ là gì? Theo các bạn output của nó sẽ là gì? À, cái Vinh thì là cạp cạp, còn cái Nam là hello world. Đúng không? Thì là đa hình đúng không? Đấy, cạp cạp và hello world. Thì chúng ta sẽ cho nó cái BR ở bên cạnh cho xuống dòng cạp cạp và hello world. Thế vậy chúng ta có thể phát biểu gì ở đây, có thể nói chuyện với nhau như nào ở đây? Lớp cha tên là lớp animal này, có một cái hàm tên là say, tên hàm là say, echo ra hoặc là thực thi các cái câu lệnh a, và chúng ta có thể viết ở đây là echo hello world. Lớp con là lớp duck, lớp con là lớp chicken. Được chưa? Trong hai cái lớp này chúng ta, tức là trong lớp duck và lớp chicken này, chúng ta được phép gì ạ? Định nghĩa lại cái hàm trùng tên với một cái hàm đã được định nghĩa ở lớp cha. Ví dụ ở đây là hàm say. Được chưa? Khi mà chúng ta định nghĩa lại, chúng ta có thể hoặc không định nghĩa lại nhé. Được chưa? Thích thì định nghĩa, không thích thì thôi. Được chưa? Nhưng mà tuy nhiên nếu trong trường hợp mà cái hàm ở lớp cha này nó không phù hợp với cái logic ở lớp con thì chúng ta hoàn toàn có thể định nghĩa lại. Được chưa? Và khi chúng ta định nghĩa lại rồi mà cái hàm đấy được gọi thì sao? Thì code PHP nó sẽ ưu tiên chạy cái hàm nào được định nghĩa ở cái lớp con trước. Sau đó nếu trong trường hợp lớp con không định nghĩa lại cái hàm chạy cái hàm của lớp cha thì PHP nó sẽ chạy cái hàm say này ở cái lớp cha. Được chưa? Ví dụ như trong trường hợp Vinh bằng new duck. Vinh mũi tên đến say. Đây, say đây. Thì nó kiểm tra trong cái lớp duck này trước, nếu trong lớp duck này có hàm say thì nó sẽ gọi đến cái hàm nội dung của cái hàm say này chứ nó không gọi lên trên này. Được chưa? Ngược lại chúng ta có Nam bằng new chicken. Được chưa? Nam mũi tên đến say thì nó kiểm tra trong lớp chicken này, nếu mà trong cái lớp chicken không có hàm, không có định nghĩa ra hàm say thì nó sẽ quay lên cái lớp cha hay lớp ông của thằng này. Ví dụ chúng ta sẽ thêm một cái class nữa. Class là sinh viên. À, thằng class animal này sẽ extend thằng sinh viên kìa. Dạ. Và bây giờ chúng ta xem output. Nó vẫn chạy bình thường này. Dạ. Thì trong trường hợp thằng chicken này, nó tìm xem là trong cái là hàm, trong cái lớp chicken nó có viết cái hàm say không. Nếu không thì tìm đến thằng bố nó, là thằng animal. Đây, nó extend animal mà, thì nó lên đây. Tìm tiếp cho thằng bố nó xem có không. Không có, kiểm tra xem có extend không. Có extend, tìm đến thằng ông nó, là thằng này, thằng sinh viên này. Và nó, chỗ nào có định nghĩa gần nhất thì nó gọi. Hiểu về cái tính đa hình chưa? Hiểu rồi. Rồi ok, cái tính này cũng khá dễ thôi đúng không? Được chưa? Thế vậy thì trong cái
đống model, bay model, category và product này thì chúng ta có đa hình hay không? Có. Có. Đây có đa hình như thế. Đây đa hình như này. Đa hình như này, giá trị khác nhau định nghĩa lại mà. Đúng chưa? Đấy đa hình như thế thôi. Có bạn nào thắc mắc gì về cái tính chất này không? Không. Rồi, ok, tính chất này rất dễ. À, cái đa hình này thì ở trong video thầy em thấy là thầy có ghi đề cái câu lệnh SQL ấy, thì em hỏi là ví dụ mà mình ghi thẳng câu lệnh SQL ở trên cái dollar model thì có được không? Hay là mình phải ghi đề vào? Đâu, đâu chỗ nào? Ở cái video số mấy nhỉ? Để em tìm lại. Rồi ok, cứ tìm đi nhá, xong chúng ta sẽ trả lời vào cuối giờ. Nếu mà thế là chúng ta đã trải qua được ba cái tính chất. Đầu tiên là tính trừu tượng này. Trừu tượng là gì? Chúng ta tạo ra class. Tôi nhắc lại này, trừu tượng là chúng ta tạo ra các cái class. Chúng ta nhặt ra các cái thuộc tính, nhặt ra các cái phương thức mà chúng ta thực sự cần. Tức là loại bỏ những cái thuộc tính và hành động thừa của đối tượng đi. Được chưa? Lọc, chỉ lọc lại các cái thuộc tính và các cái phương thức thực sự cần phải quản lý, cần phải tương tác ở trong hệ thống thì chúng ta dùng. Còn nếu không thì bỏ những cái thừa thãi đi. Thì đấy là tính trừu tượng. Được chưa? Đấy tính chất đầu tiên. Tính kế thừa. Tính kế thừa thì nó sẽ thể hiện cái mối quan hệ cha con giữa hai lớp A và B. Ví dụ chúng ta có lớp B là lớp con của lớp A. Thì lớp B và các cái thực thể được tạo ra từ lớp B được phép sử dụng các thuộc tính và phương thức được định nghĩa ở lớp A. Được chưa? Và có một vài cái lưu ý là ngôn ngữ PHP là ngôn ngữ đơn kế thừa, tức là lớp B chỉ được extend duy nhất một lớp khác thôi, không phải lớp A thì là cái lớp khác, nhưng mà nó không được phép extend nhiều lớp. Lớp A ngược lại thì lớp A thì có thể là có thể cho nhiều lớp khác nhau kế thừa thoải mái. Được chưa? Cuối cùng là tính đa hình. Tính đa hình thì nó thường thường đi kèm với tính kế thừa, bởi vì không thể đa hình khi không có kế thừa được. Thì cái tính chất đa hình này nó thể hiện cái việc là chúng ta được phép override lại các cái thuộc tính và các cái phương thức đã được định nghĩa ở lớp cha, thì là chúng ta có thể làm cái việc đó được. Ok chưa? Đây là ba tính chất nha, chúng ta phải check cho kỹ, bởi vì trong cái đợt mấy nữa các bạn thi ấy thì chắc chắn sẽ có một câu hỏi về một trong bốn tính chất này, về định nghĩa và lấy ví dụ, cho nên chúng ta bắt buộc phải học và bắt buộc phải lấy ví dụ được. Được chưa? Xong chưa các bạn ơi? Có cần thời gian ngồi thở tí không? Tiếp luôn sao? Tiếp luôn nhá. Ok. Tính chất cuối cùng là tính đóng gói. Cái tính chất này nó cũng theo tôi đánh giá thì nó cũng phức tạp gần bằng tính kế thừa. Thì như sau, để tôi viết text ra. Rồi, tính đóng gói. Cái tính đóng gói này nó sẽ phục vụ cái mục đích là giúp bảo mật hay giúp bảo vệ dữ liệu của các phương thức hoặc là thuộc tính trong một lớp. Nó cái việc này vì sao? Để nó tránh cái việc vô tình hay là cố ý thay đổi dữ liệu của thuộc tính đã được định nghĩa hoặc cố tình thực thi phương thức trái phép. Dạ. Thì để thực hiện được cái mục đích ở phía trên kia thì chúng ta, người ta giới hạn cho chúng ta ba cái từ khóa người gọi là modifier bao gồm là public, protected và private. Ba cái từ khóa này, các cái từ khóa này nó sẽ giới hạn cái phạm vi, giới hạn phạm vi truy cập của các thuộc tính và phương thức trong một class.
Ví dụ như sau, tôi có class animal, class animal, tôi có một cái thuộc tính là private, tôi là name bằng Vinh NB. Đó. Dạ. Tôi có một cái đô la nam bằng new animal. Tôi echo đô la nam cái tên đến name. Hay không? Chắc chắn nó sẽ bị lỗi. Đây chúng ta thử nhá. À, cái này là đóng gói chết sạc tiết luôn. À, chết sạc tiết luôn. Vì sao? Vì cái private này, vì chúng ta đặt cái bỏ này đi cái thì chạy và chạy luôn. Dạ, nhưng mà tôi thêm cái chữ, thay cái chữ và này thành cái private thì chết luôn. Hay là tôi thay vào đây là protected cũng chết luôn, nghèo luôn đấy, chết chương trình luôn đấy. Vì sao? Vì cái thuộc tính name này tôi đặt cho nó là protected hoặc tôi đặt cho nó là private thì mỗi cái từ khóa này ấy, nó sẽ có một cái phạm vi hoạt động khác nhau. Đấy dạ, các bạn nhớ nhá, cái từ khóa public, protected, private thì nó sẽ có một cái phạm vi hoạt động khác nhau, không phải lúc nào cũng dùng được. Giống như lúc trước chúng ta dùng cái từ khóa var, từ khóa var đấy nó tương đương với public là gọi được ở bất kỳ đâu, còn với protected và private thì chúng ta có giới hạn. Thế vậy thì bây giờ tôi sẽ viết tiếp. Đây là tôi chứng minh cho các bạn là nó giúp tôi bảo mật cái thuộc tính name này. Được chưa? Vì bây giờ tôi sẽ giải thích cho các bạn ý nghĩa của ba cái từ khóa này. Đầu tiên đến với từ khóa là private. Được chưa? À, từ từ, trước khi đến cái từ khóa này tôi sẽ giải thích là phạm vi. Đây, các bạn nhìn nhá, nó giới hạn phạm vi truy cập. Được chưa? Thế vậy phạm vi truy cập là từ đâu đến đâu? Phạm vi truy cập ví dụ như trong cái lớp class animal này thì phạm vi của cái lớp animal này thì là từ đâu đến đâu theo các bạn? Theo các bạn là phạm vi của cái lớp animal này là từ đâu đến đâu? Trong cái giấy dấu ngoặc nhọn. Đúng rồi, từ bắt đầu mở dấu ngoặc nhọn cho đến đóng dấu ngoặc nhọn này. Được chưa? Bây giờ tôi có lớp con của nó. Class duck extend animal. Rồi, phạm vi của lớp con này, lớp duck này là từ đâu đến đâu? Từ đâu đến đâu? Cũng trong nhọn này. Từ đây cho đến đây đúng không ạ? Được chưa? Ví dụ chúng ta có private, từ khóa đầu tiên là từ khóa private nhá. Ví dụ như chúng ta được định nghĩa trong cái lớp animal đi. Nó được định nghĩa ở trong lớp animal đấy. Được chưa? Thì cái phương thức hoặc là thuộc tính chỉ được phép thay đổi, được phép truy cập trong phạm vi cái lớp định nghĩa ra nó. Dạ. Ví dụ như nào? Đây, tôi có ví dụ như tôi có thằng private name bằng Vinh NB này. Bây giờ tôi muốn thay đổi cái giá trị của Vinh NB ấy. Đây nha, tôi thử này. Bây giờ tôi có nam bằng new animal. Tôi tiến hành vadam đô la nam. Đây. Các bạn thấy là vẫn là object animal có name thuộc lớp animal nhưng mà cái thuộc tính này là thuộc tính private có giá trị là Vinh NB. Được chưa? Nó có giá trị nhưng giá trị của nó là Vinh NB nhưng mà thuộc về kiểu dạng dữ liệu là private. Bây giờ tôi muốn thay đổi giá trị của nó thì tôi bắt buộc phải viết public function set name và nhận một tham số vào. Ví dụ như new name. Rồi, đây là $this mũi tên đến name bằng Lê Trường Nam. Dạ. Và ở đây tôi sẽ tiến hành là đô la nam
mũi tên đến set name, à quên nhầm, đây tôi bỏ cái này bằng new name. Đây, set name bằng Lê Trường Nam và tôi tiến hành va đam lại thằng này. Dạ, output update name animal private Vinh NB, đây là cho cái dòng đầu tiên, cho dòng này. Dạ, sau đó chúng ta gọi đến cái hàm set name bằng truyền vào Lê Trường Nam, tức là gọi đến cái hàm này đúng không ạ? Đúng chưa? Thì cái thuộc tính chúng ta đang thực thi câu lệnh là this mũi tên đến name, tức là chọn đến cái thằng này, bằng new name, tức là chúng ta đang truy cập và gán lại giá trị cho nó. Được chưa? Nhưng mà gán lại giá trị này nó có nằm trong phạm vi của cặp giống ngoặc này không? Có hay không ạ? Đâu ạ? Có đúng không? Có nằm trong phạm vi này thì nó thực thi được. Được chưa? Chứ còn nếu mà xét ở ngoài là chết nhé. Biết ở ngoài là tòi teo luôn. Ví dụ như đây lúc nãy chúng ta có đô la nam mũi tên đến name bằng 123 chẳng hạn. Này chắc chắn chết. Được chưa? Chắc chắn chết luôn. Dạ. Bây giờ chúng ta muốn lấy giá trị của thằng name này ra ngoài để hiển thị thì chúng ta lại phải viết thêm một cái public function. Function get name. Thì chúng ta tiến hành là return $this mũi tên đến name như này thì được. Dạ. Ví dụ như chúng ta set lại name cho nó và echo ra $nam mũi tên đến get name. Thì nó ra lấy được Lê Trường Nam ra. Chứ chúng ta không thể nào mà lấy thẳng cái thuộc tính name này ra ngoài ở phạm vi ở phía ngoài của cái thằng class animal này được. Được chưa? Thế cho nên là tôi mới có định nghĩa là cái thuộc tính nào là private, phương thức hoặc thuộc tính nào là được định nghĩa là private, thì nó là phương thức hoặc thuộc tính chỉ được phép truy cập trong phạm vi của cái lớp định nghĩa ra nó. Tức là private ở đây thì chỉ có thể trong này chúng ta lấy ra thôi. Chứ không ngoài phạm vi đấy được. Ok chưa các bạn ơi? Hiểu cái private này chưa? Đâu rồi? Đó. Bọn này chán quá đi ngủ hết rồi sao? À, hiểu cái này không? Hiểu. Dễ mà, cái này dễ mà, có gì đâu. Tiếp tục nhá. Thằng private là thằng có phạm vi nhỏ nhất. Tiếp theo là đến thằng protected. Thằng protected thì sao ạ? Nó sẽ lớn hơn, tức là phạm vi truy cập của nó lớn hơn so với thằng private này. Ví dụ tôi có là protected $ là age bằng 100. Được chưa? Thì protected đấy nó được phép truy cập tại lớp định nghĩa ra nó và các lớp kế thừa, các lớp kế thừa đúng không, chỉ viết các lớp kế thừa thôi. Đây tôi sẽ có cái, tôi hoàn toàn có thể là copy hai cái hàm này, tôi vứt xuống đây. Đây là set age, edge bằng new edge nhá. Tôi lại có thằng này nam bằng new animal $nam mũi tên đến edge bằng 100, 101 đi. Vẫn trắng trơn, chẳng có cái mẹ gì. Đúng không? À quên nhầm, echo ra. À quên nhầm. Và đam đô la nam. Đây, xin lỗi các bạn. Đây là nam chứ không phải nêm. Ok. Được chưa? Ngoài phạm vi mà. Chúng ta đang viết cái này ở ngoài phạm vi của lớp định nghĩa cho nó. Đây, lớp này lớp định nghĩa nó này. Lớp này lớp kế thừa nó này. Lấy ra và đam ra chết luôn. Dạ. Nhưng mà bây giờ chúng ta gọi là
đô la nam mũi tên đến set edge bằng 29 tuổi và Vadam ra nam đây output đây nêm bằng VNB edge protected bằng 29, còn giá trị ban đầu của nó sẽ bằng 100. Do chúng ta gọi đến cái hàm set edge thì chúng ta gán lại giá trị của cái edge này tại phạm vi của cái lớp định nghĩa ra nó, cho nên là chúng ta được phép lấy ra. Bây giờ chúng ta thử cắt cái get edge này xuống cái duck này và chúng ta có nam bằng new duck, nam bằng new duck, và chúng ta set edge 29, sau đó là chúng ta tiếp tục là echo ra nam mũi tên đến edge, à quên nhầm, get edge nam mũi tên đến get edge như này output đây lấy được đúng không ạ? Thì cái việc get ra ấy, nó return ra cái this mũi tên đến edge. Cái edge này nó là cái protected của lớp cha là lớp animal, nhưng mà chúng ta đang truy cập đến nó ở cái lớp extend của thằng animal kia, do đó là chúng ta vẫn lấy ra được giá trị của thằng this edge này. Được chưa? Đấy là cái protected. Còn cái rộng nhất là cái private, à quên nhầm, cái public, xin lỗi các bạn, public thì là được phép truy cập tại bất kỳ chỗ nào trong phạm vi hay ngoài phạm vi đều chơi được hết. Thì đấy nó là cái việc mà chúng ta làm việc cùng với lại thằng tính chất đóng gói này, nó thể hiện qua ba cái từ khóa là protected, private và public, để nó giới hạn cái phạm vi có thể truy cập hay là chỉnh sửa được nội dung của các cái phương thức hay của các cái thuộc tính ở trong một cái lớp. Thì đấy là cái phần này. Được chưa? Bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian đọc lại cái đống lý thuyết này và mỗi người lấy giúp cho tôi, mỗi tính chất lấy cho tôi hai cái ví dụ. Và đấy nó sẽ là bài lab đầu tiên của chúng ta. Được chưa? Tôi sẽ viết vào đây. Đây. Bài lab 1. Tạo ra topic đi, lab. Đây, chúng ta sẽ có bài lab 1. Thực hiện tạo ra cái một cái repository. Trên GitHub. Được chưa? Trên GitHub. Sau đó lấy ví dụ. Lấy ví dụ về mỗi tính chất trong lập trình, mỗi tính chất gồm trừu tượng, kế thừa, đóng gói và đa hình. Mỗi tính chất này lấy hai ví dụ, sau đó đẩy code lên GitHub và nộp lại đường dẫn GitHub. Dạ, bài này chúng ta sẽ làm trong vòng ngày hôm nay, hết ngày hôm nay chúng ta phải nộp. Nay là 21. Rồi. Có biết là làm việc với GitHub không? Đâu rồi? Không. Không biết à? Bây giờ một bạn nào share màn hình đi, làm chuột bạch đi, tôi chỉ cho. Nào. Không, bạn nào dũng cảm à? Nào. Không là không làm được bài đâu. Rồi, Lê Khả Nam. Lê Khả Nam có tài khoản GitHub chưa em? Rồi ạ. Rồi đi, ok. Bây giờ em vào GitHub đi.
Các bạn tạo tài khoản GitHub này, xong rồi vào github.com. Em tạo cái bên tay trái của em ấy có cái new repository ấy. Đấy, chữ new kìa. Đấy, click vào đấy. Rồi. Sau đó em viết vào đây là PT14 an cái gì nhỉ? À, nam đây là cái gì? Ủa. Cái sau presentation Lê Khả Nam, đây là của Nam hay của Vinh đấy? Rồi, thầy đang xem của ai? Chứ tôi đang xem của thằng Nam. Thầy cứ xem của Nam đi ạ. Ok. Trừ lab 1. Gạch ngang ấy. Rồi ok thì cũng được. Rồi, em để là public nha, public. Chọn public ở dưới. Rồi. Em chọn create new repository đi. Rồi ok. Bây giờ em search cho tôi, em mở tab mới, em search cho tôi GitHub desktop. Rồi. Cái dưới đây. Đấy, tải về đi. Download. Yes đi, kệ nào. Chạy đi nào. Nó đang chạy rồi sao ấy? Chẳng qua là máy ông Fida nó chưa lên thôi. Đấy. Đâu thế? Không chạy được cơ. Đây. À đây thế. Em tắt bớt một cái đi. Cái gì Đỗ Đức Hoàng? Đỗ Đức Hoàng có trong danh sách ở trên EAP không em ơi? Đây có rồi chứ. Thế vậy chứng tỏ là tôi mời em rồi đấy chứ. Đấy. Invite. Rồi nha. Các bạn khác cũng cài cái GitHub Desktop này vào nha. All right.
Cài xong rồi. Rồi em mở lên đi, mở GitHub Desktop lên đi. Rồi em từ từ đã nha. Em đăng nhập vào đây chưa? Rồi. Rồi ok em đấy click vào cái nam. Đúng rồi, click vào clone, chọn clone, chọn cái nút clone. Rồi em mở cái từ từ đã, mình thấy em local path, nó có cái local path kìa. Đấy, em chọn cái choose. Rồi em mở SAM của em ra, em chọn thư mục SAM. htdoc. Rồi select folder luôn. Rồi, clone. Đấy. Xong rồi. Em mở cái thư mục này ra, em chọn cái show in explorer ấy. Hoặc là open in Visual Studio Code gì cả. Ở trên GitHub Desktop em. Đấy, open in Visual Studio ấy, ở bên cái local trên đấy, click vào đấy. Không có. Đây đang mở đây. Cái máy bọn này chậm đấy nhỉ? Máy Hesida này. Rồi em tạo thư file mới đi, em tạo file mới đi. Nó mở thư mục ở đây. Ví dụ như em tạo một cái file mới là file đa hình, à file em chiều tượng chẳng hạn. Chiều tượng .bp. Đấy, em viết code ở đây đi. Xe ai mượn hả? Hả? Xe ai mượn hả? À. Ok, mở code ra nào. Mở cái visual ra. Cái gì đấy? PP check syntax cái gì đấy? Hỏi chấm PP các thứ chứ? Em viết chữ PP sát vào trong cái hỏi chấm ấy nhá, chứ đừng cách ra như vậy. Rồi. Đấy, tạo ra class, một cái class bất kỳ đi, ví dụ như class sinh viên chẳng hạn. Hoặc class ô tô chẳng hạn. Đấy, đóng vào ngoặc vào. Enter xuống rồi lưu xuống. Rồi, lưu xuống đi. Rồi em mở cái GitHub Desktop ra. Em sẽ nhìn thấy, kích vào đấy thì nó sẽ nhìn thấy cái sự thay đổi. Từ từ đã. Đấy, có một file thay đổi kìa. Em commit nó lên. Đấy, bấm vào commit. Rồi em publish brand. Được chưa? Lâu vậy. Ok rồi. Bây giờ em bấm vào view on GitHub đi. Em copy cho tôi cái đường dẫn GitHub của em ấy. Rồi em vào Google Classroom em nộp cái link này lên.
vào phần classwork. Đấy rồi, add or create link. Vẹt cái link này vào, add link, hand in. Giờ đi, hand in. Đấy, thế là em nộp bài xong. Bây giờ em chỉ việc là viết tiếp tiếp những cái ví dụ của em. Bây giờ xong rồi lại đẩy lên trên GitHub. Nếu mà em nhìn thấy nó ở trên GitHub có thì là em xong bài. Hiểu chưa Nam? Dạ rồi. Rồi ok, các bạn khác cũng vậy nhá. Các bạn làm thử cho tôi xem nào. Bây giờ bạn Nam làm đi. Đừng stop. Rồi Vinh làm đi rồi share lại đi xem nào, xem làm đúng hay sai. Em thầy biết cái sync out ở trên desktop à, GitHub desktop không? Cứ mở lên. Cứ share màn hình đi đã xem nào. Rồi, em mở GitHub desktop lên. Từ từ nha. Em đang cần sync out ạ. Bây giờ cần thoát ra ngoài thì em đang đăng nhập bằng tài khoản khác hay gì? Dạ vâng. Để xem nào, tôi cũng chưa dùng cái này trên Windows bao giờ. Giờ nha, bình tĩnh nha. Em chọn thử vào file xem nào. Rồi nhá. Option. Đấy, sign out kìa. Sao lại dùng mail cá nhân à? Vâng. Rồi ok. Chọn current repository ấy. Đâu rồi thầy? Đấy. Ừ. Chọn nó add. Chọn nó add. Clone. Clone. Đấy đúng chưa? Chu tơ 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 tơ. Chu. Chọn vào cái mục cam htdoc. Rồi, select folder luôn. Select folder đi, đừng. Lui ra ngoài, kích vào trong cái PHP 2. Rồi, select folder. Load. Rồi đây em viết code đi. Tạo file mới. Trình tượng nhỉ. Đấy, viết ví dụ đi. Gì đấy, mình viết gì đấy Vinh? Không phải đâu. Rồi. Rồi sao nữa à? Để lên nhỉ? Em quên. Vào GitHub desktop. Đấy. Em nhìn thấy nó thay đổi chưa? Để clone commit lên. Ừ, commit lên. Gì đây? Từ từ bình tĩnh nha, em copy cái git config kia đi. Run cái gì kìa? Git config ở dòng dưới. Dưới cái run ấy. Em không copy được á. Mở cmd lên đi. Qua trên cmd rồi. Viết đi, git cách config, cách trừ global, cách user, cách email, à, chấm email, chấm email, đấy cách ra, hoặc kép, rồi. Viết mail của em vào.
đóng vào, enter xuống. À, chữ cái git rồi. Mở trình duyệt lên. Tới đi, git bash, git bash. B-A-S-H. B bò ấy. Bò cơ mà. B bò. B-A-S-H. Đấy rồi. Đấy, cài vào. Đấy bên cạnh này, download kìa. Đào cái 64 bit đấy. Mày muốn đào có bao nhiêu thì mày chứ. Lê Viết Huy gửi cho tôi cái email của em nhá. Đây Lê Viết Huy đây. Tận 36 đứa vậy. Cái danh sách này danh sách ảo mà này. Có đủ 36 đứa đâu. Mời rồi nha, Viết Huy nha. Các bạn nhà mày SIDA thế hả Vinh? SIDA đâu thầy? Em cắm mạng dây vào luôn đấy. Tải cái này nó thế đấy. Tối qua em tải cái này nó cũng bị chậm. Ê, Cường ơi, thầy mày biết làm rồi gì? Ừ, không biết, hình như trước tao cài sẵn ở trong ấy rồi, trong Visual tao rồi. Ờ, thì tí có gì tao hỏi lại mai sau. Ừ. Cho thầy làm việc của thầy nữa. Việc gì nữa? Hết rồi. Buổi hôm nay hết rồi. Điểm danh thôi. Thôi thì cứ điểm danh đi ạ. Tí em hỏi nó thằng Cường. Ừ. Thằng Cường Nguyễn này quen đấy nhở? Ông học cái môn gì rồi nhỉ? Học thầy BP1 đấy à? BP1 ạ. Có tài không? Không ạ. Có người may mắn vậy nhỉ? Phải may mắn ạ. Thằng Cường gọi nó bí thuật ạ. Ờ. Đấy mà bí thuật thì tạch môn BP2 vậy. Rồi điểm danh nha, Vũ Đức Anh, Duy Khánh, không có à, Văn Hoàng, Trần Thế Anh, có không, Lê Hữu Tú, Nguyễn Minh Tiến, không có luôn, Hoàng Tuấn Long, Đinh Hữu Quang, Nguyễn Trung Dũng, Đỗ Thành Trung, Nguyễn Bá Vinh, Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Hồng Minh, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Hồng Minh, Nguyễn Minh Quang, ok này, Phan Hữu Kiều, Phan Hữu Kiều, Nguyễn Trường Nam, Ngô Thị Thủy, không có luôn, Bùi Văn Nam, Tấn Khả Duy, Hoàng Tiến Đạt, Tạ Bích Thảo, Lê Văn Thắng, Lê Văn Thắng, Nguyễn Viết Đạt, Đỗ Đức Hoàng, Nguyễn Cao Cường. Ôi lớp này toàn thằng học giỏi thế này mà không qua môn này hả? Ôi sao? Cao Cường đâu? Có em đây ạ. Có em. Đức Hoàng với thằng Cao Cường này con nó học cũng tốt mà, học hơi dốt hơn tôi tí thôi. Tị vậy. Đỗ Thành Luân. Bị năm quả thầy Sơn nó hơi khó đỡ. Đỗ Thành Luân đâu? Có không? Quỳnh Trang, Khả Nam, Khả Nam rồi. Văn Vũ Ngọc Tú, Vũ Ngọc Tú không có luôn. Lê Viết Huy, Trần Hoàng Linh, Trần Hoàng Linh, Phạm Thị Ngọc Khánh không có luôn. Vương Chí Hiệp. Wow. Thằng này chịu khó đi học lắm mà. Chí Hiệp không có à? Nguyễn Thanh Phương. Nguyễn Thanh Phương. Bùi Thanh Tuấn. Đây được cả ông Tuấn này nữa này. Dạo này là im hơi lặng tiếng với Tuấn. Bình thường mày gáy ác lắm cơ mà. Wow, tại gặp thầy Sơn em đỡ không nổi rồi ạ. Dương Đình Linh. Có không? Rồi ok, còn bạn nào chưa điểm danh không? Ok, rồi. Về các bạn chú ý làm bài tập nha. Buổi sau, đáng lẽ hôm nay chúng ta bị cháy giáo án. Đáng lẽ là chúng ta phải sang MBC rồi.
Thì như này nhá, các bạn lưu ý này, chúng ta sẽ cố gắng là hoàn thiện 5 cái buổi này trước, sau đấy là tôi sẽ hẹn thêm với các bạn những cái buổi khác, được chưa? Những cái buổi khác nữa để chúng ta học thêm về MVC và luyện tập MVC, nó sẽ rất nhiều đấy nha. Rồi ok, hôm nay chúng ta chỉ vậy thôi, chúng ta nghỉ đây nhá, về chịu khó làm bài tập và xem video.